Truyện vàng cổ thường đế, giọng đọc Ngọc Hiếu đang được phát trên kênh YouTube Trại Cá Bebo Fish Center vào lúc 18, 19, 20, 21 giờ mỗi ngày. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe. Tập 303, thủ đoạn của La Sát Công Chúa. Tu vi của La Sát Công Chúa đã đạt tới chí thánh đỉnh phong, đang trùng kích nửa bước thanh vương. Mười ngón tay của nàng lên lượng một tiểu đỉnh màu đỏ tím, từng quy tắc thanh đạo từ trong đỉnh bay ra, nhảy vào trong lòng bàn tay. Rất hiển nhiên, tiểu đỉnh kia chính là một kiện quy tắc thanh khí. Khi một tu sĩ đạt tới chí thánh đỉnh phong, quy tắc thanh đạo trong cơ thể cô động đến mức tận cùng, muốn tái tiến một bước, đạt tới nửa bước thanh vương, thậm chí thánh vương nhất bộ, nhất định phải lĩnh ngộ quy tắc thanh đạo cấp độ càng cao. Ví dụ như La Sát Công Chúa tu luyện quy tắc không gian, hiện tại trong khí hải của nàng cũng chỉ có một quy tắc không gian ở trạng thái cực hạn. Quy tắc không gian này là một hạt giống quy tắc, chỉ có tiếp tục tham ngộ không gian chi đạo, hạt giống quy tắc mới có thể mọc rễ nảy mầm, không ngừng lớn mạnh. Cuối cùng khí hải và quy tắc không gian hòa hợp, triệt để cùng thiên địa dung làm một thể. Cảnh giới kia là cảnh giới đỉnh cao dưới thần. Nếu như nói quy tắc thánh đạo trong cơ thể La Sát Công Chúa hiện tại chỉ là một, như vậy cảnh giới đỉnh phong dưới thần là vô cùng. Chỉ có vô cùng phát sinh lột xác lần nữa mới là thần cảnh. Tìm hiểu và hấp thu quy tắc thánh đạo trong quy tắc thanh khí là một con đường tắt, có thể để cho tu sĩ càng thêm nhẹ nhõm trùng kích đến nửa bước thanh vương, thậm chí thanh vương nhất bộ. La Sát Công Chúa cảm giác được Trương Nhật Trần đi tới phía sau của nàng, vì vậy đình chỉ tìm hiểu, thu tiểu đỉnh lại, đôi mắt linh động chậm rãi mở ra. Trương Nhật Trần ở bên cạnh La Sát Công Chúa khoanh chân ngồi xuống, nói: "Nhìn trạng thái của ngươi đã sắp đạt tới nửa bước thanh vương. Hạt giống quy tắc mới vừa thức tỉnh, chỉ có hạt giống quy tắc mọc rễ mới xem như nửa bước thanh vương." La Sát Công Chúa có chút ghé mắt lại nói: "Cảnh giới của ngươi cũng không phải sắp đạt tới chí thánh đó sao?" Nhãn lực của hai người đều cực kỳ lợi hại, chỉ chứng kiến trạng thái của đối phương là có thể đoán được tu vi của đối phương sâu cạn. Trương Dực Trừng nói: "Kém một bước, quy tắc không gian và quy tắc thời gian còn không có đạt tới trình độ thực đến cực điểm." La Sát Công Chúa hỏi. Trương Dực Trừng nói: "Ngươi là đang thăm dò ta sao?" Trước kia Trương Dực Trừng chỉ bộc lộ ra hắn là không gian trưởng không giả, trong cơ thể có quy tắc không gian, nhưng không có bảo lộ mình là thời gian trưởng không giả. La Sát Công Chúa nhìn như thuận miệng hỏi, kỳ thực là thăm dò Trương Dực Trừng có phải thời gian trưởng không giả hay không. Tu sĩ thời gian và thời gian trưởng không giả khác nhau rất lớn, là trong cơ thể có quy tắc thời gian hay không. Ngươi không muốn nói coi như ta chưa hỏi qua, La Sát Công Chúa nói. Trương Dực Trừng phát hiện hôm nay La Sát Công Chúa bình tĩnh đến có chút dị thường, hoàn toàn không giống trước kia. Trong nháy mắt Trương Dực Trừng đột nhiên hiểu rõ ra La Sát Công Chúa thông minh bực nào. Hắn làm một loạt cử động khẳng định đã để nàng ý thức được thân phận của mình bạo lộ. Trương Dực Trừng dừng lại ở bờ băng hải, lại hết lần này tới lần khác không đi cướp lấy phượng hoàng sao, rất rõ ràng là quỷ kiềm chế nàng lại. Trương Dực Trừng lưu sợ tu viễn lại nhằm vào người cũng là nàng. Gần đây một thời gian ngắn, mỗi lần Trương Dực Trừng tiếp xúc với nhân vật trọng yếu đều sử dụng lĩnh vực không gian ngăn cách ngoại giới, nhất định là đề phòng nàng. Tuy La Sát Công Chúa để ý thức được thân phận bị bại lộ, nhưng nàng không dám ly khai, bởi vì nàng biết rõ Trương Dực Trừng chắc chắn sẽ không thả nàng ly khai. Dùng thực lực của đám người Trương Dực Trừng, Sở Thư Viện, A Nhạc, bằng một mình nàng muốn rời khỏi cũng không phải sự tình dễ dàng. Đây là băn khoăn của nàng, Trương Dực Trừng cũng có băn khoăn của hắn, cho nên tạm thời còn không dám ra tay với La Sát Công Chúa. Thứ nhất là vì thân phận của La Sát Công Chúa tôn quý, trên người khẳng định có bảo vật cùng loại với thần linh chi khí, một khi sử dụng song phương nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Ở trước khi bài danh của quảng hạt giới không có đạt tới thứ nhất, Trương Dực Trừng còn không muốn làm như vậy. Thứ hai là vì dù Trương Dực Trừng thành công trước giết La Sát Công Chúa cũng sẽ nghênh đón La Sát tộc vi công. Bên linh diễm ma phi rất có thể còn chưa chuẩn bị đầy đủ, hiện tại bùng phát đại chiến đối với Sa Đà thất giới sẽ cực kỳ bất lợi. Mọi người đã lòng dạ biết rõ thì không cần phải tiếp tục hư tình giả ý nữa. Trương Dực Trừng trầm tư một lát, nói: "Không sai, ta xác thực đồng thời tu luyện thời gian và không gian." Trong mắt La Sát Công Chúa hiện lên hào quang sáng ngời, rốt cục lại lộ ra vẻ tươi cười. Lợi hại, từ xưa đến đây ở trong tất cả điện tịch, sinh lên đồng thời khống chế thời gian và không gian, ngươi là người thứ ba. Ở chỗ này ta sớm chúc mừng ngươi, sau thánh giả công đức chiến, ngươi nhất định sẽ trở thành thiên chi kiêu tử sáng nhất của toàn bộ thiên đình giới. Nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, có chút thời điểm phải biết giấu giốt, phải biết nhượng nhịn, ngàn vạn lần không nên đứng ở đỉnh sóng danh tiếng, cẩn thận sóng cao diễn cả. Trong lòng Trương Dực Trừng biết là sao công chúa nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân sâu xa, nói: "Đa tạ nhắc nhở." Là sao công chúa lại nói: "Luyện hóa ngưng chân thánh lộ chỉ là một loại thủ đoạn phụ trợ tu luyện, cũng không phải chính đạo.
thời gian chi đạo và không gian chi đạo đều là hàng cổ chi đạo. Luyện hóa ngưng chân thánh lộ là không thể tu luyện chúng tới trình độ thượng đến cực điểm. Cuối cùng nhất vẫn phải dựa vào chính mình đi tìm hiểu. Đây là một loại khảo nghiệm của hàng cổ chi đạo đối với tu luyện giả. Trương Nhật Trần cẩn thận suy ngẫm lời của La Sát công chúa, trên mặt hiện ra nụ cười vui vẻ. Thì ra là thế, đa tạ chỉ giáo. Hai người đối địch lẫn nhau, hơn nữa đều thời điểm này lại còn có thể tâm bình khí hòa ngồi bên bếp nước nói chuyện, bản thân đã là một sự tình khó được. Không thể không nói, vì La Sát công chúa kia tuổi còn trẻ có thể thống lĩnh đại quân, hơn nữa công phá một đại thế giới, đích thực là một người rất có phách lực và mị lực. Không cần cám ơn ta, những việc này ngươi đi thỉnh giáo những đại thánh kia của quảng hạt dưới, bọn hắn cũng có thể nói cho ngươi biết. La Sát công chúa đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, nhũ phong cao ngất, eo thon chặt chẽ, thân hình thon dài uyển chuyển, ở trên mặt nước chiếu ra một cái bóng xinh đẹp, tựa như một lang ba tiên tử. Ánh mắt của nàng ngắm nhìn phượng hoàng sào xa xa, hỏi: mục đích của ngươi hẳn là muốn quảng hạt dưới trở thành quán quân của thánh giả công đức chiến, đúng không? Trương Nhật Trần cũng đứng dậy nói: không sai. La Sát công chúa lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, nắm ở trong lòng bàn tay, đưa cho Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần tiếp nhận cái hộp, chỉ vừa vào tay liền cảm giác trong hộp có không gian chấn động, một bão vào không gian sâu sao. Mở hộp ra, một mảnh bạch quang sáng lạng bắt đầu khởi động, ngón tay Trương Nhật Trần điểm tới, từ trong hộp bay ra vô số bảo bình chứa huyết dịch và tàn hồn La Sát, số lượng rất nhiều, thô sơ giản lược đoán chừng thì có hơn 10000. Thánh giả chết ở trong tay La Sát tộc nhất định là nhiều không kể xiết. Bảo bình trên những thánh giả kia tự nhiên là bị La Sát tộc cướp đi. Bởi vậy La Sát công chúa lấy ra nhiều bảo bình như vậy, Trương Nhật Trần là một chút cũng không kỳ quái. La Sát công chúa nói: dựa vào những huyết dịch và tàn hồn La Sát này, có lẽ có thể cho quảng hạt dưới giọt tới đệ nhất. Vì cái gì cho ta? Trương Nhật Trần hỏi. Không có gì cái gì, dù sao những dân này để chỗ của ta cũng không có chút tác dụng nào. La Sát công chúa nói. Trương Nhật Trần cẩn thận suy tư một phen, nếu thực đổi những huyết dịch và tàn hồn La Sát này thành điểm công đức, đúng là có thể sẽ làm cho quảng hạt dưới trùng kích đến vị trí thứ nhất của thánh giả công đức chiến. Sau đó là hủy diệt công đức bộ tường, Trương Nhật Trần sẽ hoàn thành nhiệm vụ của Nguyệt Thần. Thế nhưng Trương Nhật Trần lại cảm thấy không đúng, hắn và La Sát công chúa là đối địch, La Sát công chúa làm sao có thể giúp hắn? Quá không hợp lẽ thường. Xa xa, Hàng Tiêu một bực ngó chừng nhất cử nhất động của Trương Nhật Trần và La Sát công chúa, thấy một màn như vậy không khỏi đi tới cười lạnh. Tặng không điểm công đức, sao có thể không thu? Hàng Tương vung tay áo, đánh cho một mảnh thanh khí, xoáy lên hơn 10000 bảo bình, đi về phía công đức bộ tường. Trương Nhật Trần không có suy nghĩ ra kết quả, cuối cùng nhảy lắc đầu, lập tức đi theo. Sở Thư Viện ở bốn phía công đức bộ tường bố trí ra rất nhiều trận pháp, A Nhạc và Bạch Liên công chúa thì trấn thủ hai bên công đức bộ tường. Chứng kiến Hàng Tương mang theo hơn 10000 bảo bình đi tới, Sở Thư Viện, A Nhạc, Bạch Liên công chúa đều có chút động. Trong bảo bình chứa huyết dịch và tàn hồn La Sát thực sự quá nhiều, đổi thành điểm công đức khẳng định vượt qua 100 triệu. Sở Tư Viện mím môi nói: Trương Nhật Trần, quảng hạt dưới còn kém 1000 vạn điểm công đức là có thể vượt qua đại ba thập phương giới, căn bản không cần nhiều huyết dịch và tàn hồn La Sát như vậy, phân cho công đức giới chúng ta một ít được không? Trương Nhật Trần nói: dù muốn chia cũng sẽ không chia cho ngươi. A Nhạc, Hàng Tương, Bạch Lê công chúa một mực đi theo bên người Trương Nhật Trần, xuất sinh nhập tử nhưng vẫn không có điểm công đức. Hiện tại có nhiều điểm công đức như vậy, Trương Nhật Trần tự nhiên sẽ không keo kiệt, chuẩn bị phân ra bộ phận, toàn bộ giao cho bọn họ, để cho bọn hắn cùng một chỗ tiến vào thánh giả công đức bảo của thiên đình dưới. Một mình tích lũy 1000 vạn điểm công đức là có thể đi vào thánh giả công đức bảo của thiên đình dưới. Nhân vật tiến vào thánh giả công đức bảo của thiên đình dưới, ở thiên đình dưới có thể có được rất nhiều chỗ tốt mà tu sĩ bình thường không cách nào lấy được. Đó là một loại ban thưởng của thiên đình dưới đối với thiên kiêu định tim. Sở Tư Viện một chút cũng không để ý, dù sao hắn đã đạt tới thánh vương cảnh, không cần phải đi trùng kích thánh giả công đức bảo của thiên đình dưới. Chỉ cần A Nhạc, Hàng Tương, Bạch Lê công chúa đạt được điểm công đức, tự nhiên sẽ tính vào cung luân giới. Đối với cung luân giới mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Sở Tư Viện phóng ra tư thực lực, tiến đến dò xét tổng số bộ huyết dịch và tàn hồn La Sát trong những bảo bên kia. Mới vừa dò xét một nửa, đột nhiên sắc mặt biến đổi, nói: không tốt, trong một bảo bình có giống một tấm hoàng mạng dương phù. La Sát công chúa dấu diếm hoàng mạng vương phù cực kỳ bí ẩn, chỉ có nhân vật tinh thực lực tương đương với nàng mới có thể phát giác được sự hiện hữu của đó. Cách đó không xa, trong mắt La Sát công chúa lộ ra vẻ giảo hoạt, trong miệng phun ra một chữ: phá. Âm ầm, hoàng mạng vương phù bị dẫn động, một cái bao bình trong đó hiện ra từng vết rạn nổ tung, thánh lực mênh mông cuồn cuộn tràn ra, hóa thành ngàn vạn hư ảnh, trùng kích về phía Trương Dực Trừng, Sở Tư Viện, Bạch Lê công chúa, A Nhạc.
Trương Nhật Trường một mực bảo trì cảnh giác, bởi vậy lập tức làm ra phản ứng, kích hoạt trận pháp. Rầm rầm, trận pháp bị kích hoạt, trên mặt đất hiện ra từng hư ảnh hình người và hình thú, giống như kỵ sĩ đang đằng sát khí, cùng ngàn vạn hư ảnh hoang mạc va chạm. Mau lui lại! Trương Nhật Trường một tay bắt lấy lưng áo của Sở Tu Viện, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, kéo hắn ra phía sau. Kim qua thiết mã đồ, chưa hẳn chống đỡ được hoàng bạc vương phù, dù chỉ một đạo thánh lực tiết lộ ra, dùng thân thể yếu đuối của Sở Tu Viện cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thối lui đến xa xa, Trương Nhật Trường buông Sở Tu Viện, ánh mắt nhìn về phía La Sát Công Chúa, chỉ thấy La Sát Công Chúa biến thành tàn ảnh, cấp tốc phóng tới công đức bộ tường. Nàng muốn cướp công đức bộ tường. Ánh mắt Trương Nhật Trường giao lại, thi triển không gian đa di, vượt qua khoảng cách mấy trong trường, xuất hiện ở sau lưng La Sát Công Chúa, một kiếm bổ xuống. Trong yêu cổ kiếm bộc phát ra lực lượng viên mãn, một vòng thanh khí tuôn ra, hóa thành mấy trăm đạo kim khí lăng lệ ác liệt. Ánh mắt của La Sát Công Chúa xéo qua, khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ. Thật là một nam như máu lạnh, một chút cũng không niệm tình xưa. Chẳng lẽ người nhớ tình xưa sao? Trương Nhật Trường nói. Nếu như ta không niệm tình xưa thì không chỉ sử dụng hoàng mãn dương phù, còn có bảo dược càng thêm lợi hại. Ha ha. Hai tay La Sát Công Chúa triển khai, trên vạn thánh tô y hiện ra từng đạo phù văn. Những phù văn kia phát ra hào quang, ngưng tụ thành một đôi quang dược màu vàng, chặn lấy một kiếm toàn lực của Trương Nhật Trừng. Trong yên cổ kiếm và cánh chim va chạm, lập tức có vô số hỏa hoa màu vàng vẩy ra. Trương Nhật Trừng nhướng mày, bảo vật trên người La Sát Công Chúa thực sự quá nhiều, tùy tiện hiển lộ ra một hai kiện cũng làm cho người đau đầu. Quang dược màu vàng kia tuyệt đối cũng là bảo vật đỉnh cấp. Âm âm, tiếng độ điếc tai từ đằng xa truyền đến. Kim qua thiết mã đồ ngưng tụ thành ngàn vạn hư ảnh kỳ sĩ, không ngừng vỡ vụn biến thành từng sợi khói xanh. Thế nhưng hoàng mãn vương phù bạo phát ra lực lượng lại không có hoàn toàn tiêu tán, trong đó một ít hư ảnh hoàng mãn đụng vào trên người A Nhạc, Bạch Liên Công Chúa, Hàn Tương, đánh cho bọn hắn bay ra ngoài. Ba người sắp rơi vào Minh Đông Hàng Hải, sau lưng Trương Nhật Trường nhanh chóng bay ra ba dây leo, quân lý bọn hắn kéo trở lại. Nhưng cổ này La Sát Công Chúa đã vọt tới dưới công đức bộ tường, bàn tay đặt ở trên tường thủy. Không gian vặn vẹo, hai tay Trương Nhật Trường cách không trảo một cái, cải biến kết cấu không gian chung quanh công đức bộ tường, muốn kéo nó tới bên cạnh mình. Phá cho ta! Năm ngón tay của La Sát Công Chúa đưa về phía trước, năm đạo không gian liệt phun hiện ra, tựa như một móng vuốt màu đen, trực tiếp bay về phía Trương Nhật Trừng. Trương Nhật Trừng không thể không thu hồi lực lượng không gian, đánh cho một đạo không gian băng tháp, đánh đá không gian liệt phun của La Sát Công Chúa. Sau đó Trương Nhật Trừng vận dụng không gian đa chi, trực tiếp phóng tới công đức bộ tường. Một bên điều khiển trùng yên của kiếm, một bên đánh ra hai đạo thủ ấn, oanh kích về phía La Sát Công Chúa. Gào! Rống! Hư ảnh nhất lòng nhất tượng hiện ra. Hai cổ khí tức dương cương cường đại như hai liệt nhật áp bách xuống dưới. Khóe miệng của La Sát Công Chúa lộ ra nụ cười quỷ dị, trong miệng hô lên hai chữ thu vũ. Trương Nhật Trừng ý thức được không ổn, thế nhưng vừa rồi đánh ra hai chữ để bộc phát toàn lực, muốn thu hồi cũng đã không kịp. Phía dưới Ngô Đồng Thần Thụ trôi nổi trên Minh Đông Hàng Hải, trung động mãnh liệt, sau đó hóa thành nhân hình, biến thành thân ảnh của thu vũ. Công đức bộ tường và La Sát Công Chúa vốn đứng ở trên cây cũng biến mất theo. Hai thủ ấn của Trương Nhật Trừng đánh ra ngoài không thể đánh trúng La Sát Công Chúa, ngược lại oanh kích Minh Đông Hàng Hải, đánh cho Minh Đông Thủy nhấc lên sóng nước cao mấy chục thước. Trương Nhật Trừng ở thời khắc nguy cơ tốc độ ứng biến cực nhanh, khi sắp rơi vào Hàng Hải lần nữa thi triển ra không gian đa di, mang theo A Nhạc, Bạch Liên Công Chúa, Hàn Tương, Sở Thư Viện xuất hiện ở bên bờ. Giờ phút này La Sát Công Chúa đứng ở đối diện Trương Nhật Trừng, cách nhau chừng trăm trượng. Công đức bộ tường thì đứng ở bên cạnh đàn, mà trong tay đàn còn đắm một thanh tiểu đao, nhẹ nhàng gõ gõ công đức bộ tường. Hàn Tương âm trầm đói, sử dụng loại thủ đoạn hèn hạ cướp đoạt công đức bộ tường cũng có những bản sự sao? Có dám cùng ta đấu một trận hay không? La Sát Công Chúa lười nhìn Hàn Tương, mỉa mai cười. Chỉ bằng ngươi còn không phải đối thủ của bản công chúa. Ngươi! Trong cơ thể Hàn Tương tuôn ra lực lượng hắc ám, khiến cho thân thể hóa làm lỗ đen, có từng đạo lực lượng tà ác từ trong hắc động phát ra. Bạch Liên Công Chúa ngăn lại Hàn Tương muốn công giết qua, đói. Tiểu đao trong tay La Sát Công Chúa kia là một kiện thần linh chi khí, một khi kích hoạt thần linh chi lực có thể hủy diệt công đức bộ tường. Hiện tại đại ma thuộc phương giới dự xếp hạng thứ nhất, vượt qua quảng hàng giới 1.000 dạng điểm công đức. Nếu công đức bộ tường bị hủy diệt như vậy, trước khi Trương Nhật Trần làm ra hết thảy cố gắng sẽ thất bại trong gang tức. La Sát Công Chúa mỉm cười nhìn Bạch Liên Công Chúa, đói. Ngươi cũng không tệ lắm, là một người biết chuyện. Trương Nhật Trần sớm đã biết thân phận của La Sát Công Chúa, âm thầm nói cho mấy người bọn họ ngoài trụ sở thư viện. Dùng tính cách ghét ác như cừu của sở thư viện, một khi biết rõ thân phận chân thực của La Sát Công Chúa, căn bản không có khả năng bảo trì ẩn nhẫn, đáng chừng sớm ra tay với La Sát Công Chúa. Tuy sở thư viện cổ hủ lại không phải thế hệ ngu xuẩn,
nghe là sát công chúa từ sưng bộ công chúa, liền đại khái đoán được thân phận của nàng. Sở Thư Viện nhìn Thu Vũ đứng ở sau lưng là sát công chúa, trong mắt lửa giận càng ngày càng động, nghiến răng nghiến lợi nói: Thu Vũ, người lại dám câu kết với là sát công chúa, không sợ trở lại cô lương giới sẽ bị nữ hoàng đại nhân trừng phạt sao? Thu Vũ biểu hiện bất cưng đời, cười lạnh một tiếng: Nếu ta không đầu nhập vào công chúa điện hạ, chỉ sợ căn bản không có cơ hội trở lại cô lương giới. Đám người các ngươi chỉ biết cùng Trương Nhật Trần hợp tác, kết cấu với nhau làm việc xấu, nơi nào sẽ quản sống chết của ta? Nghe được mấy chữ cấu kết với nhau làm việc xấu, Sở Tư Viện tức giận đến run rẩy, hai mắt đều là tơ máu, tinh thần lực mạnh mẽ từ trong cơ thể tràn ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành núi lớn oanh kích về phía Thu Vũ. Là sát công chúa duỗi ra ngón tay điểm một cái, núi lớn lập tức nổ tung. Thu Vũ thở dài một hơi, chắp tay nói: Đa tạ công chúa điện hạ ra tay che chở, sau này Thu Vũ nhất định trung thành và tận tâm với là sát nhất tộc. Vì điện hạ máu chảy đầu rơi, đến chết với thôi. Chứng kiến bộ dáng không đúng của Thu Vũ, Sở Tư Viện tức giận đến đầu bốc khói, có sát khí từ trên người tuôn ra. Trương Nhật Trường đi đến phía trước nhất, như trước biểu hiện ra tâm bình khí hòa, nói: Công đức bộ tường đối với người mà nói không có giá trị gì, người cướp lấy đó hẳn là muốn dùng đó đàm điều kiện với ta. Bạn công chúa chỉ ưa thích nói chuyện với người thông minh. Là sát công chúa lấy ra một cái bảo bình ném về phía Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần bắt lấy bảo bình, sử dụng tinh thần lực dò xét một lần, phát hiện trong bình có 3.000 sợi la sát tàn hồn, ít nhất có thể đổi 2.000 vạn điểm công đức. Lúc trước la sát công chúa dẫn động hoàng bản vương phù, tuyệt đại đa số huyết dịch và tàn hồn la sát đều bị hủy diệt, chỉ còn một bộ phận bảo tồn xuống. La sát công chúa nói: Những điểm công đức này bạn công chúa thực sự tặng cho ngươi, có đủ thành ý không? Trương Nhật Trần cẩn thận kiểm tra, xác định la sát công chúa không công thầm gian lận, mới thu bảo bình vào, nói: Nếu người thực có thành ý thì nên giao công đức bộ tường cho ta. La sát công chúa cười nói: Ngươi là nhân trung chú định của ta, bạn công chúa sớm muộn gì cũng sẽ giao công đức bộ tường cho ngươi. Bất quá trước đó ngươi phải giúp bạn công chúa làm một chuyện mới được. Chuyện gì? Trương Nhật Trần nói, ánh mắt của la sát công chúa nhìn về phía Phượng Hoàng Sào, nói: Ngươi trợ giúp bạn công chúa một tay, cướp lấy băng hỏa Phượng Hoàng truyền thừa. Trương Nhật Trần tự nhiên biết rõ bảo vật mà la sát công chúa chính thức cướp ghé chính là thần chi tinh hồn. Bất quá nàng nói mục đích của nàng là băng hỏa Phượng Hoàng truyền thừa, như vậy Trương Nhật Trần tự nhiên sẽ không vạch trần. Trương Nhật Trần cố ý lộ ra thần sắc suy tư, một lát sau mới nhẹ gật đầu nói: Xem ra ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể để ngươi lợi dụng một lần. Không nên nói ủy khuất như vậy, chúng ta là theo như nhu cầu. La sát công chúa cười nói. Trương Nhật Trần nói: Được, ta đáp ứng ngươi. Đã như vậy chúng ta xuất phát thôi. Ánh mắt của la sát công chúa nhìn chằm chằm Thu Vũ, chỉ là một ánh mắt đã để Thu Vũ nhận lấy áp lực cực lớn. Thu Vũ không dám làm trái ý chí của la sát công chúa, chỉ phải kiên trì, lần nữa nhảy vào hàng hải, biến thành một cây gô đồng thần thụ. Trương Nhật Trần nhìn qua nhạc Bạch Lê công chúa, Hàng Tương nói: Việc này rất nguy hiểm, các ngươi không cần theo sau. Ba người bọn họ biết ý đồ của Trương Nhật Trần, rất hiển nhiên Trương Nhật Trần hy vọng bọn hắn ly khai nơi đây, đến hội hợp với linh diện ma phi, cùng nhau công kích đại danh của la sát tộc. Tôn chủ bảo trọng, Bạch Lê công chúa nói. Nhưng Sở Tư Viện lại không biết ẩn tình trong đó, chết sống cũng muốn theo sau. Lúc này đây hắn thường bị Thu Vũ làm tức giận không nhẹ, đã động sát tâm. Loại người nhu nhược như vậy, nếu trở thành thiên địa linh căn của côn lưu giới, nhất định sẽ để cho côn lưu giới và kiếp bất phục. Nếu có thể, Sở Tư Viện rất muốn như cổ này diệt trừ Thu Vũ. Trương Nhật Trần, La Sát công chúa, Sở Tư Viện đều leo lên ngô đồng thường thụ, sau đó đi về phía Phượng Hoàng Sào. Bạch Lê công chúa đứng ở bên bờ nói: Giờ rồi La Sát công chúa cùng chúng ta chiến đấu, khẳng định đã bị một ít La Sát tộc trông thấy. Chỉ cần tin tức bẩm báo trở về, 300 vạn hầu tước La Sát tộc sẽ bắt đầu phát động công kích với thánh giả của Sa Đà thất giới. A Nhạc nói: Cho nên chúng ta phải lập tức tiến đến hội hợp với linh diện ma phi. Dạng Triệu Ức, Ngô Hạo, Phong Ba tranh thủ trước một bước công kích qua, nắm giữ quyền chủ động. Bá bá, bọn hắn hóa thành ba tàng ảnh phóng ra ngoài thanh sơn. Trên một ngọn thanh sơn tụ tập một đám hầu tước La Sát tộc, người cầm đầu đúng là Linh Toàn thiếu quân. Linh Toàn thiếu quân chứng kiến bờ Minh Đông hàng hải bộc phát đại chiến, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, nói: Công chúa điện hạ và Trương Nhật Trần quyết liệt, rốt cuộc có thể phát động đại chiến. Tuyên thúc hầu, ngươi lập tức chạy về đại doanh La Sát tộc, nói cho Dương Kỳ và Thiên Du bắt đầu thu lưới, một mẻ hút gọn thánh giả của Sa Đà thất giới. Hầu tướng nhất đã còn lại theo bản thiếu quân tiến đến Phượng Hoàng Sào trợ giúp công chúa điện hạ. Đi thuyền đại khái hơn trăm dặm, trên mặt biển nhấc lên từng đạo cương phong. Hơn nữa theo cách Phượng Hoàng Sào càng ngày càng gần, cương phong lại càng lăng lệ ác liệt, phảng phất như có vô số lưỡi dao sắc bén bay trong gió. Xôn xao, Trương Nhật Trần, La Sát công chúa, Sở Tư Viện đều khởi động bàn hào quang,
bảo vệ thân thể, chống cự cương phong từ bốn phương tám hướng bay tới. Cách Phượng Hoàng Sào còn có 30 dặm, Ngô Đồng thường thủ ngừng lại. Ở phía trước bọn hắn, thiên địa thanh khí nhanh chóng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy to lớn. Phượng Hoàng Sào thì nằm ở trung tâm vòng xoáy, cương phong trong vòng xoáy càng hung hiểm hơn. Trừ lần đó ra, còn có từng đoàn tình nhiên thần hỏa phi hành, có thể nói chỗ đó nguy cơ rộng rạp, mặc dù là thánh vương cũng khó có thể vượt qua. Là sát công chúa đói. Dòng xoáy này là kết giới cuối cùng tiến vào Phượng Hoàng Sào. Càng thâm nhập vào trong vòng xoáy, nguy hiểm lại càng lớn. Chỉ có dừng dùng lực lượng không gian mới có thể phá vỡ dòng xoáy, xâm nhập đi vào. Vậy sao? Lão phu còn không tin à? Sở Tư Viễn đã đạt tới thánh vương cảnh, tự nhiên có tiền vốn tường gạo, lập tức lấy ra một cây bút, một tờ giấy, một nghiên mực. Họa giấy là do một loại tinh kim quý hiếm đúc luyện thành, trang giấy dài đến 6 xích, còn mỏng hơn giấy bình thường có 10 lần. Trong nghiên mực chú huyết dịch thu hoàng, mặc dù không có bất kỳ ngoại lực gia trì vào, chỉ là bản thân máu tươi ẩn chứa năng lượng cũng tạo bắt ra khí tức nóng rực, tựa như một bếp lò. Sở Tư Viễn phí khí lực rất lớn mới từ chỗ triều đình lấy được một chút huyết dịch thu hoàng, một bực coi như trân bảo, rất ít lấy ra sử dụng. Định phong trụ. Sở Tư Viễn điều động tinh thần lực rót vào bút, tay uốn éo thấm lấy huyết dịch thu hoàng, điên cuồng vẽ phác thảo trên trang giấy. La Sát công chúa dùng ngón tay sờ cầm, lộ ra bộ dáng rất hứng thú. Dù sao ở La Sát tộc là rất khó gặp được một tu sĩ tinh thần lực tu luyện hòa đạo. Một lát sau, Sở Tư Viễn ngừng bút vẽ, bàn tay gầy guộc nhấn lên bức tranh một cái, vô số tinh thần lực phun ra ngoài. Ầm ầm, bức tranh bay vào vòng xoáy, tản mắt ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Lập tức có một cây cột cao vạn trượng hiện ra, đứng ở trên mặt biển, mặt ngoài có vô số huyết vàng lưu động. Tốc độ vòng xoáy xoay tròn trở nên chậm chạp, mặt biển cũng dần dần trở nên bình tĩnh. Thời điểm vòng xoáy sắp biến mất, đột nhiên ở bốn phía đỉnh phong trụ xuất hiện vết rách không gian rộng rạp chằng chịt, tựa như côn trùng gặm nhấm, nhanh chóng xé rách đỉnh phong trụ thành mảnh nhỏ. Bành, vòng xoáy lần nữa bạo phát ra, mang tất cả bốn phía. Sở Tư Viện trừng lớn hai mắt, đói. Không gian ở đây quá yếu ớt, một khi có lực lượng vượt qua thánh giả tiến vào dòng xoáy, không gian sẽ xuất hiện rất nhiều chớ trách. Thế nhưng không có lực lượng vượt qua thánh giả thì làm sao ngăn cản được cương phong và tình duyên thần hỏa. Trong nội tâm La Sát công chúa có chút giật mình, thực lực của lão gia hỏa này rất mạnh mẽ, nếu không có lực lượng không gian can thiệp, đói không chừng hắn thực có thể định trụ vòng xoáy. Từ đầu đến cuối Trương Nhật Trần một mực quan sát, thẳng đến lúc này mới mở miệng, đói. Không phải kết cấu không gian trở nên yếu ớt, mà là trong vòng xoáy bố trí trận pháp không gian cực kỳ cao minh, chỉ cần phá vỡ trận pháp là có thể xâm nhập vào. La Sát công chúa hiển nhiên là đã sớm nghiên cứu qua trận pháp không gian ở đây, đói. Đích thực là trận pháp không gian, trừ lần đó ra còn có một loại sát trận khác, sinh tử nhiệt cực đại trận, hai trận pháp hỗ trợ lẫn nhau, cơ hồ hòa làm một thể. Chỉ phá giải trận pháp không gian, tất nhiên sẽ bị sinh tử nhiệt cực đại trận công kích. Chỉ phá giải sinh tử nhiệt cực đại trận cũng sẽ bị trận pháp không gian công kích, cho nên hai trận pháp phải đồng thời phá giải. Trương Nhật Trần nói, cho nên người sử dụng công đức bộ tượng uy hiếp ta là muốn lợi dụng ta giúp người phá giải trận pháp không gian. Không sai. La Sát công chúa nói, thần sắc của Sở Tu Viện ngưng trọng, đói. Sinh tử diệt cực đại trận chỉ là trận pháp bát phẩm, cực kỳ phức tạp và huyền diệu, mặc dù là thánh dương xâm nhập vào, hơn phần nữa cũng sẽ chết ở bên trong. La Sát công chúa khẽ cười một tiếng. Thảo nghệ trận pháp của băng hỏa phượng hoàng chỉ có thể coi là bình thường, bạn công chúa tin tưởng có thể phá vỡ sinh tử diệt cực đại trận mà nó bố trí. Người trẻ tuổi hiện tại thực sự là một cái cuồng hơn một cái. Sở Tư Viện nói, kỳ thực băng hỏa phượng hoàng bố trí ra sinh tử nhiệt cực đại trận cũng không có kém như La Sát công chúa nói, chỉ có điều dùng tu vi của băng hỏa phượng hoàng ở phụ cận sau hiệp của mình, có lẽ nên có một trận pháp cửu phẩm thu hộ mới đúng. Thế nhưng sinh tử nhiệt cực đại trận chỉ là trận pháp bát phẩm, mặc dù cùng trận pháp không gian dung hợp chung một chỗ, nhưng uy lực so với trận pháp cửu phẩm vẫn có chênh lệch không nhỏ, cho nên La Sát công chúa mới có thể nói tạo nghệ trận pháp của băng hỏa phượng hoàng bình thường. Đương nhiên lấy tu vi của nàng và Trương Nhật Trường hiện tại tiến đến phá giải trận pháp của một vị đại thánh như cũ là một sự tình cực kỳ hung hiểm. Trong thánh giả chỉ sợ cũng chỉ có hai người bọn họ mới có đảm lượng như vậy. La Sát công chúa và Trương Nhật Trần từ trên thân cây riêng phần mình chém xuống một nhánh cây cỡ thùng nước, đứng ở trên nhánh cây bay ra ngoài, xâm nhập vào trong vòng xoáy. La Sát công chúa lấy ra một cây thánh trượng, điểm vòng xoáy một cái, lập tức có mấy trăm vạn đạo binh văn hiện ra, giống như vô số cầu long bơi lội trong vòng xoáy, nhanh chóng vận chuyển. Sinh tử nhiệt cực đại trận đích thực là cực kỳ phức tạp, mấy trăm vạn binh văn đang vào, muốn phá giải khó như lên trời, muốn dựa vào băng lực nổ nát đó
chỉ sợ ít nhất cũng phải có thực lực thánh vương thất bộ mới có thể làm được. Sở Thư Viễn đứng ở trên ngô đồng thần thụ, nhìn La Sát công chúa nhanh chóng thành trường minh văn trận pháp, trong lòng cũng sinh ra vẻ bội phục. Thật lợi hại, địa ngục dưới toát ra một yêu nữ như vậy, tương lai tất thành họa lớn. Bên kia Trương Dực Trần cũng nhanh phá giải trận pháp không gian, cùng La Sát công chúa đồng thời tiến về phía trước. Hai người phối hợp cơ hồ không chia vào đâu được. Bất quá thời điểm Trương Dực Trần phá giải trận pháp không gian, cũng tìm hiểu không gian chỉ đạo ẩn chứa trong trận pháp. Căn cứ La Sát công chúa nói, muốn tu luyện quy tắc không gian tới trình độ thực đến cực điểm, nhất định phải dựa vào ngộ tính của mình đi tìm hiểu. Chỉ cần lĩnh ngộ không gian chỉ đạo đến cấp độ nhất định, tự nhiên có thể đạt tới trình độ thực đến cực điểm. Một canh giờ trôi qua, Trương Dực Trần và La Sát công chúa đi về phía trước đại khái 3 dặm, tốc độ vòng xoáy xoay tròn chậm lại 1/10. 4 canh giờ trôi qua, Trương Dực Trần và La Sát công chúa lại đi về phía trước 5 dặm, tốc độ vòng xoáy xoay tròn chỉ còn 1/2. 7 canh giờ trôi qua, Trương Dực Trần và La Sát công chúa đi tới trung tâm vòng xoáy, cách Phượng Hoàng Sào chỉ còn 10 dặm, tốc độ vòng xoáy xoay tròn càng thêm chậm chạp. Lúc này trong khí hải của Trương Dực Trần truyền ra một tia chấn động yếu ớt. Trong thông thiên hà, quy tắc không gian xảy ra thoát biến, đạt tới trình độ thực đến cực điểm. Nguyên lai đơn giản như vậy. Trên mặt Trương Dực Trần lộ ra nụ cười vui vẻ. Có chút thời điểm không có đạt tới cảnh giới kia, trước mắt chỉ là sương mù mờ mịt, nhưng sau khi đạt tới cảnh giới đó mới sẽ phát hiện hết thảy cực kỳ đơn giản, chỉ là mình nghĩ nó quá phức tạp mà thôi. Hiện tại chỉ thiếu tìm hiểu quy tắc thời gian đến trình độ thực đến cực điểm, Trương Dực Trần sẽ đạt tới chí thánh cảnh. Hy vọng ở trong Phượng Hoàng Sào có cơ hội tìm hiểu để cho ta đột phá cảnh giới. Trương Dực Trần cực kỳ khát vọng đạt được lực lượng cường đại, chỉ có lực lượng cường đại mới có thể thông dòng ứng đối sinh tử đại chiến kế tiếp với La Sát tộc. Suốt một ngày trôi qua, Trương Dực Trần và La Sát công chúa ngừng lại liếc nhau một cái, sau đó hai người đồng thời bộc phát ra lực lượng cường đại nhất cùng kích về phía tiết điểm của trận pháp. Ầm ầm, trận pháp không gian và sinh tử nhiệt cực đại trận đồng thời chấn động mãnh liệt, sau đó bắt đầu nứt vỡ, phát ra từng tiếng nổ nặng nề. Tuy vòng xoáy biến mất, thế nhưng trên mặt biển lại nhấc lên từng đạo sóng lớn cao vài chục trượng, càng có vô số tình diện thần hỏa và không gian liệt phùng lan tràn ra ngoài. Trong nháy mắt công phá trận pháp, Trương Dực Trần và La Sát công chúa đồng thời thi triển ra thủ pháp nhanh nhất, hóa thành hai đạo lưu quang rút lui, lần nữa rơi xuống trên ngô đồng thần thụ. Trên mặt biển, từng đạo lực lượng khủng bố điên cuồng tàn sát bừa bãi. Trương Dực Trần, Sở Tư Viễn, La Sát công chúa đều kích hoạt bảo vật hộ thân lợi hại nhất trên người, ngăn cản lấy lực lượng hủy diệt kia. Thảm nhất tuyệt đối là ngô đồng thần thụ không ngừng bị tình duyên thần hỏa và không gian liệt phùng công kích. Ngoài trừ thân cây, những cành lá khác không phải bị chặt đứt thì bị đốt thành tro bụi. Lại qua đại khái 3 canh giờ, trên mặt biển mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Trương Dực Trần đói. Kết giới cuối cùng bên ngoài Phượng Hoàng Sào đã phá vỡ, bây giờ ngươi có thể giao công đức bộ tượng cho ta chưa? Đương nhiên. La Sát công chúa từ trong bảo vật không gian lấy ra công đức bộ tượng, bờ môi nhẹ nhàng nhếch lên, sau đó đột nhiên ném công đức bộ tượng ra ngoài. Đã biết rõ, ngươi sẽ đua ngược thủ đoạn. Trương Dực Trần dẫm trên nhánh cây, điều động thanh khí rót vào, giống như mũi tên lao ra, truy theo công đức bộ tượng. Vô luận đó như thế nào, tuyệt đối không thể để cho công đức bộ tường rơi vào trong biển. Chỉ có trước để cho quảng hạt dưới vào tới thứ nhất, Trương Dực Trần mới có thể chính thức buông tay đánh cùng một lần. Ít nhất hiện tại hắn còn không cách nào tùy tâm sử dụng như La Sát công chúa. Chính vì như thế hắn mới khắp nơi bị La Sát công chúa quản chế. Cố gắng lên, ta xem trọng ngươi. La Sát công chúa cười ha ha, sau đó bay đến trên một nhanh cây, cấp tốc vọt tới Phượng Hoàng Sào. Trong gió còn vang lên tiếng nói: Thu Vũ, lão đầu kia giao cho ngươi thu thập, xem như bạn công chúa khảo nghiệm ngươi. Đáng giận, dùng thực lực của ta làm sao có thể là đối thủ của Sở Tư Viễn. La Sát công chúa này rõ ràng là muốn hy sinh ta, áp chế Sở Tư Viễn. Xem ra lời nói của La Sát tộc là một chút cũng không thể tin. Trong nội tâm Thu Vũ cực kỳ căm tức, nhưng hiện tại không có bất kỳ lựa chọn, chỉ có thể liều chết ngăn cản Sở Tư Viễn. Côn Luân giới đã không thể quay về, tuyệt đối không thể mất đi cơ đại thủ La Sát công chúa kia. La Sát công chúa tiện tay quăng ra, lại ném công đức bộ tường bay hơn 20 dặm, tự như một ngọn núi đá bay giữa không trung. Trương Dực Trần đuổi tới dưới công đức bộ tường, thả người nhảy lên. Vừa mới nhảy lên 10 trượng, Trương Dực Trần cảm giác đến nguy cơ mạnh liệt, vội vàng lấy ra bi đại thuận ngăn cản. Âm ầm, một thanh thanh kiếm đụng vào bi đại thuận, hình thành từng vòng năng lượng rung động, chấn Trương Dực Trần bay ra ngoài, lần nữa rơi xuống mặt biển. Thanh thanh kiếm kia tự như sao băng bay trở về, rơi vào trong tay Đông Lưu Kim Tôn. Dưới chân Đông Lưu Kim Tôn dẫm một con thuyền nhỏ mặc huyền giáp, thân thể đứng nghiêm, đôi mắt lăng lệ ác liệt phảng phất nhượng chứa thần quang. Chiếc thuyền nhỏ kia là do một cây thánh thụ luyện chế thành, chính là một kiện chí bảo. Kích phát ra bên văn, thuyền nhỏ có thể biến thành cự hạm,
có được lực lượng phòng ngự cực kỳ cường đại. Ở trên thuyền nhỏ ngồi một thiếu niên 13-14 tuổi, toàn thân tản ra thanh quang, hai đồng tử hiện lên màu đỏ như máu, cho người một loại cảm giác tà tính. Người này là thần sứ đào ngục giới Huyết Linh Phong. Trương Nhật Trừng đứng ở trên nhánh cây đói. Tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Đương nhiên là tới cướp lấy công đức bộ tượng. Đào ngục giới chúng ta cũng không muốn cái cuối, nếu có thể ngược lại có thể đi xong vị trí thứ nhất của thánh giả công đức chiến. Huyết Linh Phong cười tà dị, đói. Đông Lưu Kim Tôn đói. Chiến trường bên ngoài có Phương Ức và Nhạc Không dẫn đầu thánh giả của Đao Ngục Giới và Tu Phu Giới đối kháng là sát tộc. Ở chỗ này chúng ta chỉ tranh công đức bộ tường và băng hỏa phượng hoàng truyền thừa. Huyết Linh Phong cười nói, còn phải đa tạ ngươi truyền lại tin tức, bằng không thì chúng ta cũng không biết là sát tộc lại điều khiển 300 dạc hầu tước tiến vào tổ linh giới. Bất quá công đức bộ tường liên quan đến Đao Ngục Giới sinh tử tồn vong, chúng ta làm sao cũng phải tranh một chuyến. Các ngươi không nên tới, cuối cùng chỉ sợ sẽ chết ở chỗ này. Ánh mắt của Trương Nhật Trần thoáng nhìn xung quanh, chỉ thấy công đức bộ tường sắp rơi vào trong biển, vì vậy bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hóa thành lưu quang vọt tới. Bá, Đông Lưu Kim Tôn tiến vào cảnh giới như kiếm hợp nhất, hóa thành kim quang bay ra thuyền nhỏ, tiến đến chặn đường Trương Nhật Trần. Cùng lúc đó, Huyết Linh Phong không chế thuyền nhỏ, cấp tốc phong tới công đức bộ tường. Bành bành, Trương Nhật Trần và Đông Lưu Kim Tôn cũng không phải lần đầu tiên giao phong, hai người cũng biết thủ đoạn và chiêu thức của đối phương, bởi vậy gặp chiêu phá chiêu, chiến đấu đến khó bỏ khó phân. Hai bóng kiếm không ngừng va chạm, khiến cho hàng hải nhấc lên sóng biển càng cao. Ngàn vạn đạo kiếm khí tràn ngập phía hải vực. Chỉ ba tức, Trương Nhật Trần và Đông Lưu Kim Tôn đã đối công hơn 200 chiêu. Trương Nhật Trần, ta muốn tiếp thời gian kiếm pháp của ngươi. Trước đó Đông Lưu Kim Tôn là thua ở trong tay thời gian kiếm pháp. Trong nội tâm rất không cam lòng, gần đây một thời gian ngắn, mộng mực đang tự hỏi phương pháp phá giải. Cuối cùng nhất, hắn phát hiện thời gian kiếm pháp căn bản không cách nào phá giải, chỉ có hai loại biện pháp có thể ứng đối. Thứ nhất, ở trước khi thời gian kiếm pháp thi triển ra, lập tức lùi ra ngoài lĩnh vực thời gian. Thứ hai, xuất thủ trước, khiến cho Trương Nhật Trừng không có đạo thi triển ra thời gian kiếm pháp. Thời gian kiếm pháp không có sơ hở. Thế nhưng Trương Nhật Trừng lại có sơ hở. Sẽ có cơ hội. Ánh mắt của Trương Nhật Trừng nhìn về phía Huyết Linh Phong, phát hiện Huyết Linh Phong cũng không có lấy được công đức bộ tường. Hắn cũng bị cường địch ngăn cản. Thân hình của người đó có chút quen thuộc, tựa hồ là đến từ thiên bộ giới. Rất hiển nhiên, Sa Đà Thất Giới ở thời điểm đối kháng đại quân La Sát tộc đều phái một hai cao thủ đứng đầu tới cướp công đức bộ tường và băng hỏa phụng hoàng truyền thừa. Trương Nhật Trần âm thầm suy đoán, trong Sa Đà Thất Giới, đại ba thập phương giới và bát bộ giới thực lực cường đại nhất phái ra cao thủ rất có thể đã đi vào phượng hoàng sào. Mà Đao Ngục Giới, Côn Luân Giới, Thiên Bộ Giới, những đại thế giới thực lực yếu kém kia sẽ có cảm giác nguy cơ rất lớn, nên chỉ muốn tranh vị trí thứ nhất của thánh giả công đức chiến, bọn hắn nhất định sẽ đi cướp đoạt công đức bộ tường trước. Tu vi của Đông Lưu Kim Tôn lại có tinh tiến, đã cực kỳ tiếp cận được bức thánh vương, dùng tu vi kiếm đạo cương đại kia lại gắt gao áp chế Trương Nhật Trần, chế tạo cơ hội để Huyết Linh Tiên cướp lấy công đức bộ tường. Là sát tộc nhất định sẽ có cao thủ khác nhúng tay vào, phải thúc chiến thúc thắng. Trương Nhật Trần lấy ra Phật Đế Sa Lợi Tử, bàn tay nhấn một cái, hàng nghìn phật văn tràn ra, ngưng tụ thành một kim long dài vài trăm mét, một cổ lực lượng bản nguyên cùng kim long dung làm một thể. Đông Lưu Kim Tôn lùi về phía sau tầm hơn 10 trượng, hai tay nắm chuôi kiếm, một hư ảnh đại thánh hiện ra trên mũi kiếm, cũng bắt đầu vận dụng lực lượng bản nguyên. Thanh kiếm kia của hắn cũng là một kiện đại thánh cổ khí. Ầm ầm, kim long và hư ảnh đại thánh va chạm, hai cổ lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, từng hạt quang vụ phiêu tán rơi rụng. Đúng lúc này, Trương Nhật Trần vận dụng thời gian kiếm pháp, hóa thành kim quang chói mắt, xuyên qua quang vụ, đánh về phía ngực của Đông Lưu Kim Tôn. Không tốt! Đông Lưu Kim Tôn vừa mới sinh ra ý nghĩ này, đã cảm giác được một cỗ lực lượng lạnh buốt xuyên thấu thân thể, đó là trong yên của kiếm trong tay Trương Nhật Trần. Mặc dù bản thể của Đông Lưu Kim Tôn không phải nhân loại, nhưng giờ phút này vẫn bị trọng thương, bị trên thân kiếm bạo phát ra lực lượng chấn bay ra hơn 10 dặm. Vậy mà lại thất bại. Đông Lưu Kim Tôn khó có thể tiếp nhận sự thật này. Thân là thiên chi kiêu tổ của từng phu giới, đi vào công đức chiến trường lại liên tiếp bị nhục, trước thua trong tay La Sát công chúa, hiện tại lại lần thứ hai thua trong tay Trương Nhật Trần. Mấy trận chiến này đối với lòng tự tin của hắn đã tạo thành đả kích không nhỏ. Trương Nhật Trần nhìn Đông Lưu Kim Tôn nói, thời gian kiếm pháp không có sơ hở. Trương Nhật Trần đồng dạng cũng không có sơ hở. 4 tháng ta như trước tu luyện kiếm bát tới đại viên mãn rồi đó sao? Bá, Trương Nhật Trần phóng tới chiến trường của Huyết Linh Phong, công đức bộ tường trôi nổi ở trên không, có một cơn gió nâng đó, bởi vậy không có rơi xuống dưới. Lịch Bộc là một vị nửa bước thanh vương của thiên bộ giới, chiến lực còn cường đại hơn phong ba một bậc. Ở cách hai người bọn họ ba dặm,
Trương Nhật Trần ngừng lại, thanh khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, sau đó hai tay trảo một cái, vận dụng thủ đạo vặn vẹo không gian, cách không thu lấy công đức bộ tường. Huyết Linh Phong và Lệnh Mộc đình chỉ giao phong, đồng thời công kích về phía Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần nhướng mày, không thể không đình chỉ thu công đức bộ tường. Hai tay đánh hư không, sử dụng lực lượng không gian đánh cho không gian xung quanh Huyết Linh Phong và Lệnh Mộc nước vỡ. Hai người bọn họ không cách nào đối kháng lực lượng không gian, chỉ phải lập tức lùi về phía sau, tránh đi phía không gian sụp đổ kia. Thu. Trương Nhật Trần cách không bắt lấy công đức bộ tường, kéo nó tới bên cạnh, sau đó nhanh chóng lấy ra bảo bình, bắt đầu đổi điểm công đức. Trương Nhật Trần, người mới tự thực hiện được. Huyết Linh Phong lấy ra một cái quạt sắt dài 3 mét, kích hoạt không vạn đạo minh văn, đột nhiên quạt một cái, mạng lưỡng phong nhận bay ra ngoài, hóa thành phong bạo kịch liệt. Lịch Mộc cũng thi triển thánh thuật, ngưng tụ thành hư ảnh cự xa kích tới. Bên kia, Đồng Lưu Kiếm Tôn thi triển thanh kiếm, kích phát ra lực lượng bản nguyên, cũng công về phía Trương Nhật Trần. Ba đại cao thủ đồng thời ra tay, mục đích đúng là muốn ngăn cản Trương Nhật Trần đổi điểm công đức. Bởi vì một khi đổi thành công, quãng hạt dưới có thể vọt tới đệ nhất. Lúc kia Trương Nhật Trần tất nhiên sẽ hủy diệt công đức bộ tường, kết quả của thánh giả công đức chiến sẽ thành kết cục đã định. Toàn thân Trương Nhật Trần 144 khiếu huyệt cơ hồ mở ra toàn bộ, liên tục không ngừng tuôn ra thanh khí, kích hoạt Phật Đế Xá Lợi Tử, ở mặt ngoài Xá Lợi Tử tạo bắt ra 36 tầng Phật quang màu vàng, bao trùm công đức bộ tường. Trên công đức bộ tường, điểm công đức của quảng hạt giới đang không ngừng tăng trưởng, thế nhưng Xá Lợi Tử hình thành phòng ngự lại đang không ngừng bị ba đại cao thủ đánh đổ nát. Đúng lúc này, thời gian lộ ra cực kỳ quý giá, dù chỉ một tức cũng quyết định mấu chốt của thế cục. Giờ phút này khẩn trương nhất không ai qua được những đại thánh, còn có hàng tỷ sinh linh kỳ của quảng hạt giới. Bọn hắn thông qua chiến trường kính tượng có thể chứng kiến Trương Nhật Trần tao ngộ nguy cơ, đồng thời cũng có thể chứng kiến điểm công đức trên công đức bộ tường biên hóa. Nhanh chút nữa, vì sao ta cảm giác trong độ điểm công đức tăng trưởng chậm chạp như vậy? Trương Nhật Trần, người nhất định phải chống đỡ. Ngay cả đại thánh giờ phút này cũng ngừng thở, khẩn trương tới cực điểm, sợ Trương Nhật Trần không gánh nổi áp lực, cuối cùng thất bại trong gang tức. Một lát sau, trên công đức bộ tường, điểm công đức của quảng hạt giới siêu việt đại ma thập phương giới nhảy tới vị trí thứ nhất. Thấy một màn như vậy, toàn bộ quảng hạt giới kích động đến rung lên. Có người hô to danh tự của Trương Nhật Trần, có người ở trên đường phố chạy như điên, có người ngồi ở trong tử quán đập bàn ăn đát bấy. Bởi vì cảm xúc quá kích động, bọn hắn làm ra các loại sự tình điên cuồng. Trong Nguyệt Thần Sơn, chư vị đại thánh của quảng hạt giới cũng phát ra tiếng cười như điên. Chỉ cần quảng hạt giới trở thành quán quân của thánh giả công đức chiến thì sẽ không trở thành chiến trường kế tiếp. Trương Nhật Trần xem như vì bọn họ lưu ra một con đường sống. Trương Nhật Trần cũng thoáng thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Giờ phút này mới ngẩng đầu lên, phát hiện kim quang phòng ngự của Xá Lợi Tử chỉ còn lại một tầng cuối cùng. Vì vậy hắn vội vàng thi triển thủ đoạn không gian đa di, mang theo Xá Lợi Tử biến mất nguyên tại chỗ. Đồng Lưu Kim Tôn, Huyết Linh Phong, Lệnh Mộc đánh ra thủ đoạn công kích, thì toàn bộ rơi vào trên cung đứng bộ tường, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Xôn xao trên chín tầng trời, một đạo thần quang ba màu xuyên phá tầng mây màu đen, rơi vào trên cung đứng bộ tường, bao vây nó lại. Ba đại cao thủ đánh ra lực lượng công kích toàn bộ đều bị thần quang ngăn trở, không có phá hủy được công đức bộ tường. Đồng Lưu Kim Tôn, Huyết Linh Phong, Lịch Mộc để thở dài một hơi, may mắn công đức bộ tường không có hủy diệt. Bớt quá bọn hắn lại lộ ra thần sắc nghi hoặc, đến cùng là từ đâu bay tới thần quang vậy mà bảo hộ công đức bộ tường, không hy vọng nó bị hủy diệt. Nhân vật đánh ra vầng sáng kia tu vi tuyệt đối vượt xa thánh cảnh, thậm chí có thể là thần. Trương Nhật Trần cũng đau kim lòng không được, ngẩng đầu lên nhìn về phía trên không đang tìm đáp án. Ầm ầm, công đức bộ tường rơi xuống, nhưng không có chìm vào hàng hải, ngược lại trôi nổi trên mặt biển. Trên tường, thần quang ba màu lưu động, phản phất như bịt kín một tầng quang mang. Trên Nguyệt Thần Sương, ba kiếm đại thánh đi ra đại điện, đứng ở trên bậc thang nhìn bầu trời rống to. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai đang vi phạm quy tắc của thánh giả công đức chiến? Đại thánh của quảng hàng dưới đều cực kỳ phẫn nộ, bởi vì bọn hắn phát hiện đạo thần quang kia là từ công đức thần điện bay ra. Rất hiển nhiên chính là một đại nhân vật của thiên đình giới ra tay bảo vệ công đức bộ tường. Trên không Nguyệt Thần Sơn, một đoàn thần vương ba màu hiện ra, không dưới 8 vạn dặm, từ trong mây truyền ra thần uy cực kỳ khủng bố. Một thanh âm hào hùng khí thế từ trong mây truyền ra: thánh giả công đức chiến thời gian là 3 tháng, cách kết thúc còn có 2 ngày, trước đó tấm công đức bộ tường cuối cùng không thể hủy diệt. Đối mặt thần uy, mặc dù là đại thánh cũng thừa nhận lấy áp lực cực lớn, thế nhưng vì quảng hạt giới sinh tử tồn vong, bọn hắn là không thể không đứng ra theo lý cố gắng. Ở thiên đình giới đối với thường hạt chế rất lớn, bởi vậy chỉ cần đứng ở bên có lý, đại thánh căn bản không cần e ngại thần. Tịch Diệt đại đế chắp hai tay sau lưng,
đi ra đại điện, nhìn thần vân trên thư khung, không có một chút sợ hãi, nói: từ xưa đến nay, bất luận sinh linh nào cũng không có quyền can thiệp công đức chiến, mặc dù là thần cũng không có quyền lợi này. Thanh âm kia lại vang lên, không có bất kỳ tình cảm. Công đức chiến lần này không giống lúc trước, tự nhiên có thêm ngoài lệ. Nếu công đức chiến sau này mỗi người tham chiến đều nghĩ không phải giết chết càng nhiều địa ngục tà tộc, mà là làm sao hủy diệt công đức bộ tường, như vậy công đức chiến còn có ý nghĩa gì? Tinh Diên đại đế lại nói: thần đã biết rõ thanh giả công đức chiến lần này không giống gì dạng, vì nên thì nên để nó lập tức chấm dứt, mà không phải trông bắt nhìn thánh giả của Sa Đà thất giới đối kháng 300 dạng hồn tức là sát tộc. Đến cùng có mấy người có thể còn sống trở gì? Công đức thần điện có quy củ, vì công bình để đạt được mục đích, 3 tháng thời gian tuyệt đối không thể nhiều một ngày, cũng không thể thiếu một ngày. Nói xong lời này, không cùng Tịch Diệt đại đế tiếp tục dùng lời, thần vân trên bầu trời tiêu tán, thần uy cũng biến mất không thấy gì nữa. Tịch Diệt đại đế nắm chặt hai đấm, trong lòng bàn tay tràn ra máu tươi, lửa giận trong lòng phảng phất như muốn đốt sạch hết thảy trong thiên địa. Trương Dực Trần liều chết liều sống mới để quả hạt giới tranh đến vị trí thứ nhất, lại bởi vì công đức thần điện can thiệp cho nên hết thảy cố gắng bị phá hủy. Còn có 2 ngày, quả hạt giới muốn tiếp tục bảo trì vị trí thứ nhất của thánh giả công đức chiến, nói dễ vậy sao? Ở tổ linh giới nguy cơ tiêu phí, muốn giữ vững công đức bộ tường 2 ngày căn bản chính là sự tình không có khả năng. Thù này bất cộng đái thiên, ngày khác nếu như ta thành thần, nhất định chém thần hồn quán. Tình Diệt đại đế lập thị. Ngô Tổ mở miệng: nguyệt thần và thụ thần rất nhanh sẽ trở lại, đến lúc đó bọn hắn tự nhiên sẽ đi công đức thượng điện đòi công đạo. Cửu Linh đại thánh nói: lần này công đức thượng điện sợ tác sợ di, đích thực là không công bình, chỉ cho phép bọn hắn cải biến quy tắc, là không cho phép sớm chấm dứt công đức chiến. Sau khi chư thần của Sa Đà thương giới trở về chứng kiến cục diện như vậy, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tổ linh giới Minh Đông Hàng Hải, mấy người ở đây không biết xảy ra chuyện gì, nhưng minh bạch công đức bộ tường cuối cùng chỉ sợ không cách nào hủy diệt, kể từ đó sẽ còn có cơ hội lật bàn. Đông Lưu Kim Tôn, Huyết Linh Phong, Linh Mộc đều lộ ra sắc mặt vui mừng, đang muốn tiếp tục cướp đoạt công đức bộ tường. Đột nhiên trên mặt biển truyền đến tiếng cười ngạo mạn, lực lượng sóng âm chống Minh Đông Thủy nhấc lên cơn sóng gió động trời. Có ý tứ, có ý tứ, xem ra là thiên đình giới các ngươi không muốn chấm dứt công đức chiến, muốn tiếp tục giữ các ngươi ở lại chiến trường này. Linh Toàn Thiếu Quân mang theo 10 vị hầu tướng nhất đẳng đứng ở trên một cái xác huyền vũ, theo gió vượt sóng đi đến. Trên mặt bọn hắn cười vui vẻ, rồi lại phóng ra sát khí mạnh mẽ. Đối mặt nhiều cao thủ đứng đầu của La Sát Tông như vậy, mấy người ở đây đều cảm thấy nguy hiểm. Đồng Lưu Kiếm Tôn nhìn về phía Trương Dực Trường và Linh Mộc nói: trước đối phó La Sát Tộc lại đoạt công đức bộ tường như thế nào? Ta không có ý kiến, Trương Dực Trường nói. Linh Mộc cũng nhẹ gật đầu. Tuy thực lực của 4 người bọn họ cường đại, nhưng chỉ bằng vào bất luận một người nào cũng không thể đối kháng với 10 vị hầu tướng nhất đẳng, chỉ có liên thủ mới có sức liều mạng. Linh Toàn Thiếu Quân lấy ra một viên tử thạch niết ở trong lòng bàn tay, cười lạnh: không cần tranh cãi, hôm nay các ngươi ai cũng đi không được. Làn da của Linh Toàn Thiếu Quân hiện ra thường vang rộng rạp chằng chịt, vô luận là lực phòng ngự hay lực công kích đều tăng trưởng một mảng lớn. Ầm ầm, Linh Toàn Thiếu Quân từ như đạn pháo từ trên xác huyền vũ bắn ra, oanh kích về phía thuyền nhỏ của Đông Lưu Kim Tôn và Huyết Linh Phong. Một quyền ấn biến thành tượng vân. Ánh mắt của Đông Lưu Kim Tôn cực kỳ sắc bén, bạo phát ra kiếm ý cường đại, hóa thành kim quang xông ra thuyền nhỏ, cùng đám đấm của Linh Toàn Thiếu Quân va chạm một phát. Ầm ầm, kiếm quang bị đánh đát, Đông Lưu Kim Tôn bay ngược quay về lần nữa rơi xuống trên thuyền, cánh tay nhẹ nhàng run rẩy, hộ khẩu chảy ra máu tươi. Trái lại, đám đấm của Linh Toàn Thiếu Quân lại một vết máu cũng không có, toàn lực bạo phát ra một kiếm, ngay cả một ngón tay của Linh Toàn Thiếu Quân cũng thương không đến. Linh Toàn Thiếu Quân vốn có thể chất chỉ cao dương bản, bằng ngoài làn da lại có thần gian gia trì, khiến chất lực phòng ngự quán tăng nhiều, có thể nói thân thể bất diệt. Trong tay hắn đắm thần thạch màu tím kia lại có thể tăng lên lực công kích của hắn, lực phòng ngự và lực công kích biến thái như vậy, mặc dù là thánh dương nhất bộ gặp được, sợ rằng cũng phải tránh lui. Đông Lưu Kiếm Tôn nghĩ như vậy, lập tức cùng Huyết Linh Phong điều động thanh khí trong cơ thể rót vào thuyền nhỏ dưới chân. Thuyền nhỏ trở nên càng ngày càng lớn, cuối cùng hóa thành cự hạm dài trăm trượng, minh vang rộng rạp chẳng chỉ thiền ra, hóa thành màn hào quang phòng ngự bảo hộ Đông Lưu Kiếm Tôn và Huyết Linh Phong ở bên trong. Linh Toàn Thiếu Quân lùi đến trên xác huyền vũ, nở nụ cười: là có thể ngăn được một quyền toàn lực của bản thiếu quân, thực lực của ngươi không tệ, nếu quy thuận bản thiếu quân sau này nhất định có thể được trọng dụng. Quy thuận La Sát Tộc, người đang đầm mơ sao?
Đông Lưu Kim Tôn và Huyết Linh Phong khống chế cự hạm đánh tới sát Huyền Vũ. Khô Ô Hầu, Huyết Vũ Hầu, Ta Bát Hầu, Khí Thực Hầu, Thiên Vũ Hầu, năm hầu trước nhất đẳng khởi động một tấm chắn to lớn, kích phát ra lực lượng bản nguyên ngăn cản cự hạm trùng kích. Trương Nhật Trần đứng ở đằng xa chứng kiến Đông Lưu Kim Tôn và Linh Toàn Thiên Quân quyết đấu một kích kia, lầu bầu nói: chỉ một chiêu liền kích thương Đông Lưu Kim Tôn, tu vi của Linh Toàn Thiếu Quân hẳn là đã đột phá đến được bước thanh dương. Thời điểm giao phong với Cửu Thiên Huyền Nữ, Linh Toàn Thiếu Quân vẫn chỉ là chí thánh đỉnh cao, mà giờ khắc này chiến lực của Linh Toàn Thiếu Quân so sánh với lúc trước đã cường đại hơn quá nhiều. Thánh Vương Nhất Bộ giao phong với hắn chỉ sợ chỉ có kết cục bại vong, chỉ có Thánh Vương Nhất Bộ như Sở Thư Viện và Nhạc Không mới có thể áp hắn một đầu. Đột nhiên Trương Dương Trường cảm giác mình bị tập trung, ánh mắt nhìn về phía sát Huyền Vũ, chỉ thấy tổng cộng có 4 vị hầu tướng nhất đẳng công giết tới. Trong đó hai vị Trương Nhật Trần vẫn có chút ấn tượng, đúng là hai hầu tướng nhất đẳng cường đại nhất dưới trướng của Linh Toàn Thiếu Quân, Tiên Lăng Hầu và Trình Hiên Hầu. Tiên Lăng Hầu là một nữ la sát, cường độ tới thực lực đạt tới cấp 55, thực lực của Trình Hiên Hầu cũng có thể so với Thánh Vương Nhất Bộ. Có hai cường giả như vậy thủ công, cộng thêm hai hầu tướng nhất đẳng thực lực không tầm thường khác phụ trợ, đã có thể vây giết Thánh Vương Nhất Bộ rồi. Tiên Lăng Hầu đứng ở đằng xa, không có tới gần Trương Nhật Trần, cười lạnh một tiếng: Trương Nhật Trần, hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Ha ha. Trương Nhật Trần nói: mặc dù là La Sát công chúa cũng không dám nói lời như vậy, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta? Ngươi quá đánh giá cao mình. Sở dĩ công chúa Điện Hạ không giết ngươi, đó là bởi vì lúc ấy ngươi còn có giá trị lợi dụng, bằng không ngươi sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Trình Hiên Hầu trầm giọng nói. Vậy sao? Trương Nhật Trần nhìn về phía Trình Hiên Hầu, nháy mắt kế tiếp hắn đã xuất hiện ở trước người, ngón tay vung lên, một đạo không gian liệt phùng chém ra. Sắc mặt Trình Hiên Hầu đại biến, vội vàng lướt ngang ra ngoài, tận khả năng tránh đi không gian liệt phùng. Xẹt xẹt, dù như vậy cánh tay trái của Trình Hiên Hầu vẫn bị không gian liệt phùng chém bay, máu tươi tung tóe. Không cho Trình Hiên Hầu thời gian ngưng tụ cánh tay, Trương Nhật Trần lại vung xuống một kiếm, kiếm quang đen kịt bổ vào cổ của hắn, một cái đầu lâu bay lên. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong nháy mắt, đừng nói Trình Hiên Hầu, coi như là một vị thanh vương nhất bộ chính thức, đoán chừng cũng khó có thể ngăn cản. Dù Trình Hiên Hầu bay đầu cũng chỉ là trọng thương, chưa có chết hẳn, hắn vội vàng lui trốn, cùng ba vị hầu tướng nhất đẳng khác hội hợp chung một chỗ, giờ phút này đã không dám khinh thị Trương Nhật Trần nữa. Sinh mệnh lực đúng là cường đại. Trương Nhật Trần có chút nghi hoặc, vì vậy cách không đánh ra một chưởng, mạnh đầu lâu của Trình Hiên Hầu đổ tung, biến thành một mảnh huyết vũ. Kỳ quái là trong đầu lâu lại không có khí hải và thanh nguyên. Hết tập 303, cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.